Càng về già càng sung sướng nếu sau tuổi 50 biết tiết kiệm hai điều này với con cháu. Mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, khi về già, sau bao nhiêu năm bôn ba vất vả, dù quý vị cũng sẽ nhận ra một điều rằng tiền bạc không phải là thứ quan trọng duy nhất trong cuộc sống. Chỉ có gia đình hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Trong gia đình, lúc này quý vị buộc phải thu xếp một số việc để tránh tranh chấp, mất đoàn kết về sau. Bởi thực tế, có không ít gia đình chỉ vì mỗi người, mỗi tính, không ai chịu nhường nhịn, dung hòa cho nhau, nên đã dẫn đến gây gổ, mất đoàn kết, cãi cọ, thậm chí còn là bạo lực nữa. Theo kinh nghiệm người xưa để lại, về già nhất quyết không được làm hai điều này với con cháu. Vậy, hai điều đó là gì? Vì sao về già không nên nói? Ngẫm Sự Đời mời quý vị cùng chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên, đó là cha mẹ già không nên nói những lời thiên vị mang tính so sánh. Quý vị ơi, trên một diễn đàn nổi tiếng từng có một câu hỏi: cha mẹ có thể thiên vị con cái ở mức độ nào? Và con cái có thể tổn thương tâm lý đến mức độ nào? Một câu trả lời đã nhận được hơn 6.000 lượt thích. Nhiều người thú nhận rằng trái tim họ nặng trĩu sau khi đọc. Tiểu Dung, Trung Quốc, người đã phải chịu đựng sự thiên vị của cha mẹ từ khi còn nhỏ, nói rằng mình không có tuổi thơ. Từ lúc nhỏ, cô đã làm hết việc nhà, không tiền tiêu vặt, không đồ chơi, không phòng riêng. Còn anh trai thì có tất cả. Khi bị anh trai bắt nạt, bố mẹ cô lần lượt chửi mắng con gái. Khi bố mẹ cãi nhau, cô cũng là một bao đấm để họ trút cơn oán giận. Lớn lên và sống trong ký túc xá trường học, Tiểu Dung hầu như không bao giờ về nhà vì tổ ấm trong mắt cô là một cực hình. Nhìn thấy mẹ mình đang cười hạnh phúc với anh trai và quay mặt lại nhìn con gái vừa đi xa về với vẻ thờ ơ, Tiểu Dung rất đau lòng. Vậy nhưng khi mẹ ốm phải nằm viện, lại là Tiểu Dung ngày đêm phục vụ, người anh trai không quan tâm, không đóng góp. Sau này khi mẹ mất, Tiểu Dung không thể rơi một giọt nước mắt nào trong đám tang. Cô nói, dù muốn khóc nhưng nước mắt đã cạn khô vì năm tháng tuổi thơ đầy uất ức. Mẹ sinh ra cô vì nghĩa vụ với gia đình, chứ thực sự chưa bao giờ yêu con. Tiểu Dung bây giờ không tin trên đời có tình yêu, chỉ tin vào bản thân mình và chỉ muốn một mình mãi mãi. Nếu có thế giới bên kia, tôi sẽ không bao giờ là con của họ, cô nói. Có lẽ quý vị nghĩ những câu chuyện như thế này vốn dĩ chỉ có trên phim thôi, đúng không ạ? Nhưng thực tế bây giờ có nhiều câu chuyện như thế này lắm quý vị ạ, thậm chí còn có xu hướng gia tăng nữa. Cha mẹ là những người thân yêu nhất và được con cái yêu quý nhất. Vậy nên, khi bị cha mẹ đối xử bất công, không được tôn trọng và yêu thương, trong lòng con cái sẽ hình thành một tổn thương sâu sắc. Có thể với nhiều người, việc cha mẹ yêu đứa con này hơn đứa kia, chiều đứa con này hơn đứa con khác là điều bình thường. Nhưng không phải đâu quý vị ạ. Sự thiên vị thực sự là một điều khủng khiếp. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sự nhất bên trọng, nhất bên khinh của cha mẹ có thể tác động xấu đến sức khỏe tâm thần của trẻ. Loại tổn thương này để lại một bóng đen cho sự phát triển của trẻ, thậm chí kéo dài đến khi trưởng thành hay cả cuộc đời, dẫn đến khiếm khuyết nhân cách, trầm cảm và muốn tự tử ở con cái nữa đấy quý vị ạ. Điều mà con cái quan tâm nhất là cha mẹ có yêu thương, quan tâm mình giống như các anh chị em khác hay không. Cho dù con trẻ không nói ra, biểu hiện ngoài mặt cũng tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng sẽ cực kỳ để ý. Vì vậy, trong mọi trường hợp, đặc biệt khi quý vị đã già đi, không nên thể hiện sự thiên vị trong lời nói cũng như hành động đối với bất cứ người con nào. Quý vị phải suy nghĩ về tương lai của con mình, cũng như cân nhắc về tình cảm giữa các con trong suốt quãng đời còn lại của chúng. Về lâu dài,
Nếu cha mẹ thể hiện quá ưu ái, thiên vị một người con nào, thì tình cảm gia đình sẽ trở thành một bi kịch. Cho dù hiện tại hay tương lai, các anh chị em trong nhà sẽ luôn có sự so sánh, đố kỵ về những ưu đãi mà cha mẹ đã dành cho đối phương. Cuối cùng, những mâu thuẫn này sẽ dẫn tới xích mích, rạn nứt tình cảm gia đình. Thậm chí nhiều người còn từ mặt nhau, không bao giờ nói chuyện nữa. Là cha mẹ, là người trưởng thành hơn, bạn cần cân nhắc kỹ càng trước khi hành động, suy nghĩ trước khi nói ra, đảm bảo không gây ảnh hưởng tiêu cực đến các thành viên trong gia đình. Nếu nhận thức về hậu quả xấu có thể đem lại, tốt nhất đừng nói lời thiên vị dành cho bất cứ ai. Cha mẹ là những người thương yêu con cái vô điều kiện. Họ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái mà không mong nhận lại hồi đáp. Nhưng khi những đứa con cái trưởng thành, cha mẹ cần học cách sống cho bản thân nhiều hơn, bớt can thiệp vào cuộc sống của con cái. Trong Reply 1988, bố của Đắc Sân đã nói một điều rất xúc động. Lần đầu tiên bố cũng làm bố, bố phải học làm bố. Cha mẹ thường cần giao tiếp nhiều hơn với con cái, tìm hiểu thêm về suy nghĩ thực sự của con cái. Hoặc sau khi giải quyết một vấn đề, hãy hỏi con cái xem chúng có hài lòng không và bố mẹ đang làm gì sai. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể phát hiện ra vấn đề và sửa chữa kịp thời, đồng thời học cách trở thành một người cha, người mẹ tốt trong giao tiếp hàng ngày với con cái. Nhà tâm lý học giáo dục người Mỹ Jane Nelson cho biết, hai đứa trẻ phải được đối xử bình đẳng để một đứa không nảy sinh tâm lý nạn nhân, còn đứa kia không nảy sinh tâm lý bắt nạt. Điều quan trọng không phải là bạn làm gì, mà còn là cách bạn làm trông như thế nào. Cha mẹ phải có ý thức điều chỉnh tâm lý, đối xử công bằng với từng đứa con. Từ đó có thể làm giảm bớt sự cạnh tranh giữa các con và khiến chúng cảm thấy mình là duy nhất. Việc thứ hai, đó là cha mẹ tránh nói lời cằn nhằn, than trách. Quý vị ạ, có phải sau khi về hưu, nhiều người sẽ chủ động dọn về sống cùng con cháu, đúng không ạ? Họ sẵn sàng giúp đỡ, chăm sóc con cháu, mong gánh vác bớt áp lực. Mặc dù ý định là tốt, nhưng việc làm này có thể đem đến kết thúc không như ý. Thực tế khoảng cách mới tạo nên cái đẹp. Khi hai thế hệ không chung sống dưới cùng một mái nhà, có thể giữ được mối quan hệ hòa thuận. Bất cứ người cha, người mẹ nào cũng muốn con thành công nên người. Nhưng một ngày chúng ta phải chấp nhận con cái cũng đã lớn và thậm chí đã lập gia đình và có lựa chọn của riêng mình. Ở tuổi xế chiều, mỗi người phải nhìn rõ thực tế, có những việc đã định rồi không thể thay đổi, không nên cố ép. Việc của cha mẹ lúc này đó là để lại ước mơ cho con cháu, hạn chế cằn nhằn để thế hệ sau được tự do phát triển. Khi cha mẹ đã lớn tuổi, thể hiện sự không hài lòng bằng lời nói, điều đó không chỉ khiến bản thân khó chịu mà còn làm phiền những người trong gia đình. Thay vào đó, quý vị có thể chọn cho mình một sở thích, ra ngoài gặp gỡ bạn bè để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Đây là cách khiến cho quý vị cảm thấy thoải mái, mà ngay cả những đứa con cũng vui vẻ, hạnh phúc khi chứng kiến bố mẹ mình vui vẻ như thế. Con người ở mỗi thời đại đều có những đặc điểm bị ảnh hưởng bởi giai đoạn đó. Rõ ràng giữa cha mẹ và con cái có một khoảng cách thế hệ không thể vượt qua. Việc cha mẹ cằn nhằn tưởng là điều tốt, nhưng chưa chắc đã có tác dụng với thế hệ sau. Để có được tuổi già thanh thản, quý vị nên cố gắng không can dự vào cuộc sống của con cháu, chứ đừng nói là sống chung dưới một mái nhà. Khi một ranh giới vô hình tồn tại, đôi khi lại giúp mối quan hệ duy trì được sự hài hòa. Ngoài hai việc mà ngẫm sự đời vừa chia sẻ, thì ở tuổi trung niên, quý vị nên tập trung vào những việc sau đây. Có như thế, cuộc sống mới thoải mái, những năm tháng về già sẽ vui vẻ, an yên hơn rất nhiều. Cụ thể là, thứ nhất, giữ gìn sức khỏe tốt. Hầu hết trong những video nói về tuổi già, ngẫm sự đời đều nói rất nhiều về tầm quan trọng của sức khỏe.
nên có lẽ quý vị cũng hiểu rồi đúng không ạ? Sức khỏe là nguồn vốn cơ bản nhất của mọi cuộc cách mạng, phát triển và thay đổi số phận. Chỉ khi quý vị sở hữu cơ thể căng tràn sức sống mới có đủ sức lực theo đuổi cuộc sống mình mong muốn. Có tiền mà không có sức khỏe thì làm chuyện gì cũng hoài công. Làm người phải biết phân nặng nhẹ, thấu hiểu cái gì mới quan trọng nhất, không vì những chuyện vụn vặt và chi li mà làm tổn hại đến sức khỏe của bản thân. Mệt mỏi dài lâu, sức khỏe lụi tàn, còn tiêu tốn tiền bạc nhiều hơn kiếm được. Con người sống ở đời đương nhiên phải biết kiếm tiền, đồng thời xem trọng sức khỏe. Duy trì hai điều này ở trạng thái cân bằng mới sống ngày một tốt hơn. Liều mạng làm việc có đúng đắn không? Mặc dù không thể đánh giá tính đúng sai, vì đây hoàn toàn là lựa chọn của mỗi người. Nhưng đến khi quý vị đã sở hữu mọi thứ mà sức khỏe lại xuống dốc trầm trọng, thì quý vị mới nhận ra nỗ lực trước đó có ý nghĩa không? Đến tuổi trung niên, chúng ta càng phải trân quý cơ thể hơn. Bản thân gánh vác nhiều thứ đã rất mệt mỏi rồi. Đừng bạc đãi chính mình bằng thái độ lơ là với sức khỏe nữa. Sống mạnh khỏe, mọi thứ mới có ý nghĩa thật sự. Thứ hai, chăm sóc gia đình thật tốt. Quý vị biết không, ở cái tuổi không lớn mà cũng không nhỏ này, đa số người đều phải chịu trách nhiệm với gia đình. Không chồng con, cũng là bố mẹ hoặc anh chị em. Gia đình là nơi chúng ta cảm thấy an toàn nhất, cũng là tấm lưng để chúng ta dựa vào. Chúng ta cố gắng đến vậy đều là vì cho người thương yêu có cuộc sống tốt hơn. Gia đình không hòa thuận thì nỗ lực cũng thành vô ích. Bạn làm nhiều điều đến mấy cũng không có động lực, thậm chí mục tiêu phấn đấu cũng chẳng có. Thời trẻ bận bịu xông pha và trải nghiệm, nhất thời bỏ quên những người thương yêu nơi quê nhà. Đến tuổi trung niên, chiêm nghiệm nhiều mới biết còn bố còn mẹ là điều may mắn. Do đó, quý vị cần phải giữ liên lạc với gia đình, chia sẻ và thấu hiểu nhiều hơn. Bận đến mấy cũng không được bỏ qua những người đang mong ngóng mình từng ngày. Quý vị phải nhớ là mối quan hệ nào cũng cần được duy trì và tôn trọng. Đừng bao giờ cho rằng người thân sẽ hiểu bạn nên không cần phải quá ân cần hay chăm sóc. Cuộc sống bận rộn khiến chúng ta dễ dàng quên đi sơ tâm, bỏ những điều chân quý phía sau. Người có thể chu toàn được cả công việc lẫn gia đình mới thông minh và xuất chúng thật sự, quý vị ạ. Thứ ba, tâm thái vững vàng. Biết sống là một loại năng lực, cũng là một dạng tâm thái. Chỉ cần quý vị duy trì được một tâm thái lạc quan, vững vàng, thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua. Biết cách buông bỏ và sống cho thực tại, cuộc đời suôn sẻ đến bất ngờ. Nhiều lúc chúng ta không thể hạnh phúc đều là vì có vấn đề trong cách nhìn nhận. Chuyện gì cũng nên suy nghĩ ở nhiều góc độ khác nhau, thì cảm xúc cũng không giống nhau. Cảnh buồn, người có vui đâu bao giờ. Mọi thứ trước mắt, tốt hay xấu, đều do cách bạn nhìn nhận. Đôi khi, chẳng có chuyện đúng hay sai trên đời này, chỉ là cách bạn nghĩ như thế nào mà thôi. Tâm thái an định, xử lý vấn đề cũng tích cực hơn. Cuộc sống chuyển biến tốt, thay vì loay hoay, bứt rứt khôn nguôi, hãy mở rộng trái tim, nghĩ thoáng hơn, tất cả sẽ nhẹ nhàng trôi qua. Trung niên là độ tuổi khá mệt mỏi, bởi lẽ trải nghiệm và tiếp thu nhiều hơn. Làm được ba điều trên, hạnh phúc chắc chắn sẽ nằm trong tầm tay của quý vị. Quý vị thân mến, sau tuổi 50, con người ta có lẽ đã nhận ra rất nhiều những đạo lý ở đời. Ở tuổi này, thay vì chạy theo những ham muốn vật chất, nhiều người chọn sống an yên bên gia đình. Thay vì cố gắng kiếm thật nhiều tiền, thì phần lớn đều chú tâm hơn vào việc chăm sóc sức khỏe của mình. Tất cả những điều này nhờ sự từng trải va vấp mà có được, đúng không quý vị? Có thể thấy, người càng trải đời thì càng đạt tới một cảnh giới tâm trí cao hơn, từ đó góp phần thay đổi số mệnh cuộc đời. Đặc biệt với những người bước qua ngưỡng cửa trung niên, sau 50 tuổi, nếu đi qua đủ 3 trạng thái cao nhất của đời người, họ ắt có được tầm nhìn khoáng đạt, một trí tuệ bao la và tâm thái khoan dung, độ lượng.
cuộc sống sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều lần. Vậy theo đó, ba trạng thái cao nhất của đời người là gì? Quý vị có đang tò mò không ạ? Làm thế nào để có thể đạt được ba trạng thái đó? Ngẫm sự đời, mời quý vị cùng tiếp tục chiêm nghiệm ở phần sau của video nhé. Trạng thái đầu tiên đó là hiểu bản thân, nhận ra những hạn chế và bắt đầu thay đổi. Quý vị biết không, một người mà có thể hiểu thấu yếu điểm của mình là khôn ngoan. Người không nhận ra bản thân vô tri mới là người ngu muội. Những người thực sự bản lĩnh sẽ không ngừng tự suy ngẫm về mình, qua đó có thể phát hiện ra những mặt hạn chế của bản thân, tìm cách thay đổi để hoàn thiện chính mình, rồi dần dần đạt tới một tầm cao mới. Nhà thư pháp nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc là Vương Hi Chi đã có một trải nghiệm như vậy khi còn trẻ. Ông là người rất có năng khiếu về thư pháp, nhưng lại không thể tiến bộ thêm trong một thời gian dài. Một ngày nọ, ông vô tình nhìn thấy tác phẩm của Trương Chi, một nhà thư pháp thời Đông Hán Trung Quốc. Càng quan sát và suy ngẫm, Vương Hi Chi càng nhận ra từng nét chữ của Trương Chi đều lộ ra một bầu không khí trầm ổn, bình tĩnh. Nhìn lại bản thân mình, ông mới nhận ra khi tập luyện, bản thân ông luôn nóng lòng, muốn được thành công, nên tâm khí bồn chồn, không thể tập trung hoàn toàn. Từ đây, Vương Hi Chi đã thay đổi suy nghĩ. Ông từng bước cải thiện cảnh giới tâm linh của mình, dồn hết tinh thần vào từng nét chữ, chứ không còn vội vàng, bất an như trước. Đó cũng là lúc khả năng thư pháp của ông bắt đầu có những bước đột phá mới, cuối cùng đạt thành tựu ghi danh sử sách. Trạng thái thứ hai, đó là hiểu thế giới, thuận theo tự nhiên chính là đạo lớn. Nếu một người không biết sự rộng lớn của thiên địa, của thế giới xung quanh, thì rất dễ quá mức đề cao bản thân, đi lệch khỏi quỹ đạo của tự nhiên, cuối cùng chuốc lấy rắc rối. Tam Quốc Viên là danh nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc và cách đối nhân xử thế khôn ngoan. Nhưng ông cũng từng có thời tự cao, tự đại, đấu đá lung tung. Vì cho rằng mình giỏi, khi mới lần đầu làm quan, ông luôn nói chuyện không biết trước sau, do đó đắc tội với nhiều người. Đến nỗi khi Tăng Quốc Phiên dẫn quân đi đánh giặc, thuộc hạ dưới trướng đều trung thành với người khác rồi lần lượt bỏ đi. Không có tướng tài phụ tá, ông liên tiếp bại trận, bị quở trách nặng nề. Sau này, tự suy ngẫm lại bản thân, ông nhận ra đạo lý. Chuyện gì tới thì nên thuận theo, chuyện gì chưa tới thì không nên xao động. Chuyện đã qua thì không lưu luyến, chuyện của hiện tại thì không được bỏ qua. Khi một lần nữa trở lại với quan trường, ông hành xử khiêm tốn, ít nói, cư xử chừng mực, biết trước, biết sau. Nhờ vậy mà làm nên sự nghiệp lớn. Quý vị ơi, sống ở đời, quý vị nên tập trung vào hiện tại, thuận theo tự nhiên, không vướng bận bởi phiền nhiễu, không lo lắng cho tương lai. Không tiếc nuối quá khứ là cuộc sống tuyệt vời nhất. Mọi chuyện trong cuộc sống không thể đoán trước được, chỉ khi chúng ta hiểu thấu đạo lý đó, giữ vững sự bình an nội tâm thì mới có thể thu hoạch thành tựu, không bị thế giới xung quanh ảnh hưởng. Trạng thái thứ ba, đó là hiểu nhân sinh, lý giải người khác, giữ chữ thiện trong lòng. Người khôn ngoan thường giỏi nhận ra ưu điểm của người khác, hiểu thấu cả những khuyết thiếu của đối phương. Họ sẽ không bỏ qua công lao của mọi người, cũng không coi nhẹ sự đóng góp của bất cứ ai. Đối xử không phân biệt và luôn đối xử bình đẳng với người khác là điều mà ai cũng hiểu, nhưng không phải ai cũng làm được. Khi quý vị đã hiểu nhân sinh, biết cách lý giải người khác, thì tâm trí sẽ trở nên khoan dung, độ lượng. Mọi người sẽ đối mặt với mọi sự trên đời bằng một tâm thái bình tĩnh, khôn ngoan hơn rất nhiều. Có một vị thiền sư sống trên núi một mình. Một buổi tối, khi thiền hành trở về, ông nhìn thấy một tên trộm đang lục lọi chỗ ở của mình, nhưng không tìm được gì đáng giá. Vị thiền sư chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa mà không nói gì. Đến khi tên trộm chán nản quay ra, đường lúc hốt hoảng vì bị bắt gặp tại trận, thì thiền sư đã nói: "Đường xá xa xôi, vất vả như thế mà anh vẫn tới thăm tôi. Tôi không nỡ để anh tay không đi về." Trời đêm khuya lạnh lẽo, anh khoác tạm chiếc áo cho ấm. Nói rồi, vị thiền sư
cởi áo khoác ngoài trên người, choàng cho tên trộm. Đối phương xấu hổ cúi đầu, sau đó chạy thẳng vào bóng đêm. Vị thiền sư nhìn vậy thương cảm mà nói rằng: thật đáng thương, nếu có thể tôi muốn tặng anh cả vầng trăng để chiếu sáng con đường xuống núi. Vài hôm sau, khi thiền sư thức giấc và ra cửa thì nhìn thấy chiếc áo mà mình đã cho tên trộm được giặt sạch sẽ, xếp ngay ngắn trước cửa. Ông giật mình, sau đó vui vẻ nói: tốt quá, vậy là anh đã có được cả vầng trăng sáng rồi. Cuộc sống là một tấm gương có khả năng phản chiếu, có nghĩa là nếu như quý vị có thể hiểu nhân sinh, thì nhân sinh hiểu quý vị. Quý vị lý giải cho người khác, thì người khác cũng sẽ khoan dung với chúng ta. Lần lượt đi qua 3 giai đoạn, từ hiểu bản thân, hiểu thế giới, tới hiểu lòng người khác, chính là quý vị đã bắt đầu thay đổi số phận của chính mình rồi đấy ạ. Kẻ trí là người biết buông bỏ 4 điều này, mọi phiền phức sẽ tự động rời xa. Xin kính chào quý khán thính giả thân yêu của kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, quý vị nghĩ cuộc đời của chúng ta giống với thứ gì nhất ạ? Sẽ có rất nhiều sự so sánh ở đây mà quý vị đưa ra. Nhưng Ngẫm Sự Đời thì nghĩ cuộc đời giống như một dòng sông, với từng đợt sóng sau, xô sóng trước, không ngừng. Người ta luôn phải liên tục đối diện với những khó khăn. Và nếu như quý vị quá coi trọng được mất danh lợi, thì cuộc sống sẽ có vô vàn những khổ đau, tiếc nuối. Nhưng quý vị ơi, vốn dĩ trên đời không có hạnh phúc hay đau khổ vĩnh viễn. Đôi khi phải buông bỏ, quý vị mới có thể tìm thấy cho mình niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống. Mỗi người nên biết trân trọng những gì đang có và những người ở bên cạnh mình. Chỉ có như vậy, cuộc sống mới bớt đi những phiền muộn và đong đầy hạnh phúc. Một người thông minh sẽ luôn biết cách để buông bỏ 4 điều sau đây. Làm được như thế, cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn, mọi phiền phức sẽ vì thế mà tự động rời xa. Vậy 4 điều đó là gì? Quý vị đã buông bỏ được hay chưa? Hãy cùng Ngẫm Sự Đời chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay nhé! Đầu tiên, đó là hãy buông bỏ tâm oán hận. Trong cuộc sống, quý vị từng giận, từng bực tức ai đó đến mức sinh hận với họ hay chưa? Và nếu có rồi, thì quý vị có cảm giác thấy thoải mái với điều đó không ạ? Ngẫm Sự Đời tin chắc chắn là không. Việc mang tâm oán hận đó cũng giống như khi quý vị phải vác một bao đá nặng rồi leo lên dốc vậy. Vừa mệt mỏi, vừa áp lực mà sâu thẳm bên trong cũng thấy vô cùng nặng nề nữa. Quý vị thấy đấy, bầu trời có lúc trong xanh, cũng có khi u ám. Cuộc đời có thuận cảnh thì cũng có nghịch cảnh. Gặp mâu thuẫn mà trong tâm coi là phiền não thì tự nhiên áp lực sẽ tăng gấp đôi. Ngược lại, nếu gặp mâu thuẫn mà trong tâm an định thì tự nhiên áp lực sẽ giảm xuống một nửa. Cảnh tùy tâm sinh, người oán hận thì thế giới xung quanh cũng tiêu điều buồn bã. Khi quý vị ở trong nghịch cảnh mà oán hận thì cuộc sống sẽ tăm tối hơn, cũng có thể khiến người ta rơi vào vũng lầy. Cùng với oán hận thì phiền não mỗi ngày đều xuất hiện, có thể ví như một bóng ma đang gặm nhấm tâm linh, khiến người ta ngày một bi quan hơn. Nếu quý vị có lòng dạ lớn một phân thì oán hận cũng nên bớt một phần. Làm người thì tốt nhất là có thể bao dung người khác, tha thứ được những lỗi lầm của người khác. Những tổn thương đến từ bên ngoài giống như những tảng đá ngầm bên bờ biển, bất quá chỉ làm cho những bọt sóng thêm trắng xóa, xinh đẹp mà thôi. Hãy nhớ rằng biển rộng không than thở mà dung nạp hết thảy. Vậy muốn không oán hận thì quý vị nên làm gì đây? Cách tốt nhất là học cách quên đi quý vị ạ. Bởi vì không thể quên mà con người mới rơi vào buồn bực, chán nản và oán hận. Nếu nói rằng có thể tha thứ nhưng không thể quên đi thì đó không gọi là tha thứ. Người ấy kỳ thực vẫn không thể chân chính buông xuống tâm oán hận, vẫn mệt mỏi mang nặng trong lòng. Một tác gia người Mỹ nói rằng tha thứ
là chìa khóa để mở tung cánh cửa của oán trách và chiếc còng tay của hận thù. Đó là sức mạnh có thể phá vỡ xiềng xích của cay đắng và gông cùm của lòng ích kỷ. Quý vị hãy nhớ lấy câu này để áp dụng vào cuộc sống của chính mình, quý vị nhé. Thứ hai, đó là buông bỏ tâm lười biếng. Quý vị có thấy một sự thật rằng bây giờ có nhiều người đang đánh đồng cái lười biếng của mình với sự nhàn nhã, rảnh rỗi hay không ạ? Họ bảo tôi làm việc rồi thì bây giờ tôi cần được nghỉ ngơi. Nhưng thật lạ, cái nghỉ ngơi đó lại còn gấp đôi, thậm chí gấp ba thời gian làm việc nữa quý vị ạ. Nhà văn nổi tiếng Thẩm Tòng Văn từng nói: cả đời tôi sợ nhất là nhàn rỗi, đánh mất ý nghĩa sinh mệnh mình. Học sinh của ông Uông Tằng Kỳ từng miêu tả về ông như sau: mùa đông trong nhà không nhóm được lửa, liền quấn chăn để tiếp tục viết. Trong những năm cuối đời, Thẩm Tòng Văn cũng không muốn dành thời gian nghỉ ngơi nên đã tham khảo lượng lớn tài liệu để biên soạn cuốn Nghiên cứu về trang phục Trung Quốc cổ đại. Ông ấy viết khi người khác hưởng thụ, ông ấy vẫn viết khi ai đó chất vấn hay chỉ trích ông. Quý vị ạ, sự thật trên đời này có những người rất bận rộn. Họ tận dụng khoảng thời gian trống khi ngồi trên xe, khi chờ đợi để đọc, suy tưởng, sáng tạo. Nhưng cũng có người cả ngày không làm gì, lãng phí rất nhiều thời gian. Rảnh rỗi không phải là phúc khí của một người. Ngược lại, cách hủy hoại một người nhanh nhất là khiến họ nhàn rỗi. Như tiểu thuyết gia nổi tiếng từng nói, gánh nặng lớn nhất trong cuộc sống không phải là công việc mà là sự nhàm chán. Nếu quan sát, quý vị sẽ thấy trong thời đại vật chất ngày nay, người giàu có thỏa sức mua sắm, coi an nhàn là chuyện hưởng thụ đương nhiên. Còn người nghèo khổ thì cũng thường ngưỡng vọng tiền quyền, trong tâm khó tránh khỏi bi phẫn. Ai ai cũng truy cầu an nhàn thoải mái, dường như không ai là không thích an nhàn vui vẻ. Tuy nhiên an nhàn lại rất gần với lười biếng. Có câu, lười biếng là thứ rất kỳ lạ. Nó khiến bạn cho rằng đó là an nhàn, là nghỉ ngơi, là phúc phận. Nhưng trên thực tế, nó chỉ làm bạn cảm thấy nhạt nhẽo, uể oải và tiêu trầm mà thôi. Người đã sinh tâm lười biếng thì sẽ muốn trì hoãn các công việc xung quanh. Công việc mà bị trì hoãn thì thường rất khó có một kết quả tốt đẹp. Người lười biếng rồi sẽ có tâm ỷ lại và muốn an phận ở trạng thái hiện tại, không có chí tiến thủ, làm việc qua quýt, được chăng hay chớ, làm cho xong chuyện. Dần dần, người lười biếng còn tùy tiện cam chịu, bỏ bê công việc, không kể gì đến hậu quả. Cuối cùng, họ sẽ ở trong thất bại trường kỳ mà bị mài mòn, mất lòng tự trọng và sự tự tin. Ý chí của họ cuối cùng chỉ như lá khô trước gió mạnh, hễ thổi là rụng khỏi cành mà thôi quý vị ơi. Tâm lười biếng xuất phát từ sự tự mãn, truy cầu an nhàn, thiếu khiêm nhường và nhẫn nại. Người muốn đạt được thành tựu, muốn làm được việc lớn thì nhất thiết phải tránh xa sự lười biếng và rèn luyện một nội tâm nhẫn nại. Cổ ngữ nói, thiên đạo thù cần, ý nói đạo trời ban thưởng cho người cần cù chăm chỉ. Đạo lý này nói rõ rằng siêng năng cần cù là đức tính hết sức đáng quý. Vậy nên quý vị cũng hay thấu hiểu đạo lý này, đừng bao giờ để bản thân mình trở thành một kẻ lười biếng như thế quý vị nhé. Thứ ba, đó là buông bỏ tâm tật đố kỵ. Quý vị có nhận ra một điều rằng ai trong chúng ta đều thích đi so sánh, đặc biệt là so sánh mình với người khác, đúng không ạ? Hầu như chúng ta cứ hay để ý xem ai mới tậu nhà lầu, ai mới mua xe hơi, để rồi bản thân lại đi ganh đua với người ta cho đến bao giờ thắng mới vui lòng. Nhưng quý vị ơi, một đời dài ngắn thì cũng chỉ vỏn vẹn có mấy chục nghìn ngày. Vậy phải sống thế nào cho đáng sống chứ? Chắc quý vị sẽ cảm thấy rất mệt mỏi khi cứ suốt ngày phải chạy theo người khác. Trong khi đó, nhà có to đẹp đến đâu thì cũng chỉ là để ở. Xe có sang xịn đến cỡ nào thì cũng chỉ dùng để đi. Vậy thì chúng có gì đáng để so bì với người khác đâu nhỉ? Ngắm sự đời có người quen, nhà rất khá giả. Nhưng chiếc xe anh ấy dùng hiện đã có tuổi đời hơn 9 năm. Tôi hỏi anh ấy tại sao không đổi xe. Anh ấy đáp,
xe cũng chỉ là để đi thôi mà, đâu cần phải đổi khi vẫn còn dùng tốt chứ. Ngay cả căn nhà anh ấy ở, tuy chẳng phải căn hộ cao cấp hay một ngôi nhà khang trang, toàn đồ đắt tiền gì. Nó chỉ đơn giản là một căn nhà vừa đủ, được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ. Với anh ấy, đó là một ngôi nhà hợp với mình. Quý vị hãy sống chậm lại một chút, thật bình tâm và suy nghĩ xem, biết đâu khi quý vị ngưỡng mộ người ta được ngồi xe xịn, thì người ta lại thầm mong được thảnh thơi như quý vị thì sao? Hay khi quý vị ngưỡng mộ người ta vàng bạc đeo đầy mình, thì họ đang ước được khỏe mạnh và lạc quan như quý vị. Vậy thì quý vị đâu cần phải ngưỡng mộ thái quá hay điên cuồng chạy theo người ta. Rõ ràng là quý vị chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình thôi là đủ rồi, đúng không ạ? Ngày nào khi quý vị thôi không còn đem một trái tim tĩnh lặng, hãy sống hết một đời bình thường bằng một trái tim vui vẻ. Một trái tim bình dị sẽ giúp ta nếm trải mọi cung bậc của cuộc sống. Một trái tim dịu dàng sẽ giúp chúng ta băng qua mọi trắc trở trên đường đời. Thứ tư, đó là buông bỏ những giày vò của quá khứ. Hoàng và Nam là hai người bạn thân. Hoàng có lần từng than với Nam rằng, giá như lúc đầu chúng ta chịu cố gắng hơn chút để vào được một trường đại học tốt hơn, chắc tương lai của hai đứa sẽ không phải vất vả như bây giờ nữa đâu nhỉ. Hoàng bây giờ đang là một công chức bình thường. Hàng ngày cậu ấy cứ 9 giờ sáng xách cặp đi làm đến 5 giờ chiều thì tan ca về nhà. Nhịp sống đơn điệu đã khơi gợi lên trong cậu những tiếc nuối về thời còn đi học. Nhìn lại cuộc đời sang sở của mình, cậu ấy chỉ còn biết than ngắn thở dài. Nhưng cuộc sống mà, tôi tin nếu cậu ấy tiếc nuối vì điều này, ắt sẽ lại tiếc nuối vì điều khác thôi. Còn Nam thì có mở một siêu thị. Ban đầu Nam dự định năm nay sẽ bán phải hết chỗ hàng trong kho. Nhưng người tính không bằng trời tính, mọi kế hoạch bị đảo lộn. Hàng hóa thì cứ chất đống nằm im lìm trong kho. Nam lo lắng đến mức không tài nào ngủ được. Bà xã mới nói, chỉ cần mình còn có sức khỏe, năm nay không được thì năm sau làm lại, mọi thứ có gì nghiêm trọng đâu nào. Quý vị thấy đấy, hóa ra bản chất của sự việc chỉ có vậy. Thật đơn giản, nhưng lạ kỳ ở chỗ, con người chúng ta thì lúc nào cũng thích nghiêm trọng hóa vấn đề. So với mấy chục năm về sau, một năm này có giá gì đâu. Chỉ cần mình vẫn còn sống trên đời thì có gì phải sợ hãi và tiếc nuối đâu. Vậy nên quý vị ơi, chúng ta đừng cứ mãi giày vò bản thân trong tiếc nuối và ân hận. Bởi vì cuộc đời mà cứ mãi thuận buồm xuôi gió, chỉ có trong chuyện cổ tích. Điều chúng ta nên làm chính là phải biết vươn lên từ sau thất bại. Quá khứ là chuyện đã rồi, quý vị không thể thay đổi, chỉ có thể tiếp nhận mà thôi. Con thuyền của sinh mệnh cũng chẳng thể chở quá nhiều chấp nhất, chẳng thể chống đỡ quá nhiều ràng buộc. Những thống khổ nơi quá khứ cộng thêm ưu phiền trong hiện tại, đối với bất kỳ ai mà nói cũng đều là một cuộc giày vò tâm linh vô bổ. Vậy nên một số người khi cần buông thì hãy buông, một số việc khi cần quên thì hãy quên. Đừng lưu giữ những điều không đáng nhớ trong sinh mệnh của mình nữa, chỉ thêm ưu phiền thôi quý vị ạ. Khi có hãy trân quý, khi mất đi hãy học cách cảm ơn. Những gì đã qua hãy dần buông tay, những gì bỏ lỡ hãy học cách giải thoát. Buông bỏ những gì từng xảy ra, cáo biệt với quá khứ, không để ký ức thành sợi dây buộc chân, đó mới là sự giải thoát chân chính. Cuối cùng, mong quý vị nhớ rằng, sống ở đời chỉ cần quý vị không quá ham mê vật chất mà biết trân trọng sức khỏe, không khép mình với những tiếc nuối mà biết mở lòng để hưởng thụ cuộc sống, không còn so bì với người khác mà sống cuộc đời của riêng mình. Cuộc đời sẽ thật đáng sống khi ta học được hai chữ buông bỏ. Cho dù là bất cứ khi nào, chỉ cần làm được điều này, cuộc sống sẽ nhẹ nhõm biết bao đấy quý vị nhé. Video ngày hôm nay của Ngẫm Sự Đời đến đây là hết rồi. Quý vị có đồng tình hay có thêm những chia sẻ nào khác với chúng tôi không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về.
Vì thế, quý vị đừng ngần ngại chia sẻ với Ngẫm Sự Đời bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Bên cạnh đó, Ngẫm Sự Đời cũng mong rằng quý vị có thể bớt chút thời gian quý báu của mình để nhấn nút yêu thích video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi. Đây cũng chính là nguồn động lực vô giá để đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.